chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube của tôi. Cuộc biến động tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, một chương mới trong lịch sử. Chùa Bát Nhã, một ngôi đền linh thiêng tại Santa Ana, California, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng trong những ngày gần đây khi thông tin về việc bán đấu giá chùa này được công bố. Điều này đã tạo ra nhiều thảo luận và quan tâm về tương lai của nơi linh thiêng này. Trước đây, Chùa Bát Nhã được biết đến với vị trí trên đường Sullivan, Santa Ana, trước khi rời về địa chỉ mới trên đường First từ năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ sáng lập của chùa. Tuy nhiên, thông tin gần đây cho biết chùa đã bị bán đấu giá và cư dân trong chùa đã nhận thông báo phải di rời. Tuy nhiên, lý do cụ thể về việc bán đấu giá và yêu cầu dọn ra của chùa chưa được công bố rộng rãi. Điều này có thể liên quan đến các vấn đề pháp lý, tài chính hoặc quản lý cộng đồng đang theo dõi tình hình và mong muốn có thêm thông tin chi tiết. Quyền quản lý của chùa đang thuộc về bà Tiffany Phạm, ủy nhiệm viên của một thực thể sở hữu toàn bộ bất động sản tại địa chỉ 4717 West First Street, Santa Ana, K92703, nơi hiện nay là trụ sở của chùa. Chùa Bát Nhã không chỉ là một ngôi đền tâm linh mà còn là trung tâm văn hóa và từ thiện trong cộng đồng. Nơi đây thường xuyên tổ chức các hoạt động như buổi giảng pháp, lễ hội và nghi lễ cùng với việc thực hành thiền định và tìm hiểu về triết học Phật giáo. Cộng đồng đang chờ đợi thông tin chi tiết hơn về nguyên nhân và hậu quả của cuộc biến động này. Mọi người hy vọng rằng chùa Bát Nhã sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho tình hình hiện tại và tiếp tục là một phần quan trọng của cộng đồng người Việt tại California. Chùa Bát Nhã đã và đang tiếp tục ghi dấu trong lịch sử và trái tim của người dân, mang lại sự bình an và tinh thần tương hỗ cho mọi người trong cộng đồng. Chùa Bát Nhã, trong bóng đêm tĩnh lặng, chùa bát nhã nơi linh hồn hòa quyện với trời cao những ngọn nến lung linh ánh sáng tròn chỉnh hướng về tâm hồn nơi yên bình đọng lại chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định tiếng chuông vang xa đưa ta vào không gian tĩnh lặng chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định tâm hồn an lành trong ánh nến lung linh những bậc thầy đạo sư dẫn đường cho chúng ta những kinh điển cổ xưa truyền bá tri thức và tình thương chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định từng bước chân đi đưa ta về với chính mình chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định tiếng trung vang xa đưa ta vào không gian tĩnh lặng chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định tâm hồn an lành trong ánh nến lung linh những kẻ lang thang đến đây tìm kiếm những nỗi buồn những niềm vui những câu hỏi chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định chúng ta cùng nhau tìm kiếm bình yên chùa bát nhã nơi hòa quyện thiền định tiếng trung vang xa đưa ta vào không gian tĩnh lặng chùa bát nhã Nơi hòa quyện thiền định tâm hồn an lành, trong ánh nến lung linh. Chùa Bát Nhã, nơi hòa quyện thiền định trái tim chúng ta, hòa quyện với vũ trụ vô tận chùa Bát Nhã, nơi hòa quyện thiền định từng bước chân đi, đưa ta về với chính mình. Chùa Bát Nhã, trong bức tranh thị thành rộng lớn, có một ngôi chùa nơi trái tim tìm về, bước chân êm đềm giữa nhịp sống ồn ào, tìm lối về trong bao đám say, dòng người qua lại, nhưng bên trong một hồn thức giấc, tìm trốn bình yên, chìm đắm trong dòng suối hòa quyện, tìm lối về bên trong linh hồn, chùa bát nhã, tiếng chuông reo vang, lời kinh xưa vẫn ngân nga, nơi đây ta đến, tìm trong hồn mình, hòa mình vào yên bình, nơi góc phố dập bóng cây xanh, có tiếng kinh lạc, hòa mình vào tĩnh lặng, một hành trình về với trái tim, bước chân vững chắc trên con đường dẫn về, từng cánh hoa khoe sắc tươi thắm, trên bức tranh đẹp như mơ chìm đắm trong hương thơm thiêng liêng là lối về cho mỗi tâm hồn chùa bát nhã tiếng chuông reo vang lời kinh xưa vẫn ngân nga nơi đây ta đến tìm trong hồn mình hòa mình vào yên bình dù bão táp cuốn đi dù sóng gió vỗ về trong lòng ta vẫn ấm êm nơi chùa bát nhã hồn ta tìm về giữa dòng đời xô bồ chùa bát nhã tiếng chuông reo vang lời kinh xưa vẫn ngân nga nơi đây ta đến tìm trong hồn mình hòa mình vào yên bình đừng quên nhấn nút đăng ký và nút like để không bỏ lỡ những video thú vị khác